Đây là lần thứ 6 hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh bàn tay vàng của những người thợ đóng giày thủ công, đồng thời là dịp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm giày da, kết nối sản xuất và tiêu thụ. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 5 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây Bitex và Công ty Cổ phần Anh Khuê Quách tổ chức khánh thành và gắn biển công trình xây dựng khu nhà tập thể cho người lao động tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Khu nhà tập thể cho người lao động có tổng diện tích sàn hơn 1.180m², được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, gồm 5 tầng, 42 phòng, với chi phí đầu tư dự án hơn 30 tỷ đồng. Khu nhà trọ tập thể này dự kiến bảo đảm đời sống cho hơn 100 đoàn viên và gia đình công nhân lao động đến ở, không phải trả tiền cho bất cứ khoản phí nào ngoài điện, nước và tự thu dọn vệ sinh trong khuôn viên phòng. Trong thời gian vừa qua có rất là nhiều các cái công trình để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, đặc biệt là chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra thành công cuối tháng 9 vừa qua. Đây là cái công trình thứ 3 mà Tổ chức Công đoàn quận 5 giới thiệu. Đây là cái công trình hết sức là nhân văn, ý nghĩa khi mà công ty dành một cái số tiền không nhỏ để đầu tư cho công trình cũng như là chăm lo cho hơn 100 lao động của công ty có được ổn định về nơi ở để an tâm làm việc, an tâm công tác cống hiến. Đây là công trình mà để mục đích chính là để phục vụ giải quyết những cái khó khăn cho cán bộ công ty. Chúng tôi quan tâm tới cái ổn định đời sống, đó là cái nơi ăn chốn ở của anh em, là nó phải an cư lạc nghiệp. Thì khi anh em đã ổn định được cuộc sống của mình và gia đình thì họ mới an tâm để mà cống hiến cho công ty. Hôm nay tôi rất là vui mừng vì được vào trong ở một cái ngôi nhà của công ty Bitex. Trước kia ở trọ thì mỗi hàng tháng mình sống hết khoảng tầm 2 triệu đến 3 triệu. Cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ không những là về công việc và cả nơi ở cho cán bộ nhân viên.